Đi vào cái chỗ đấy để mục đích gì? Định nhảy con mã lên, nước vàng con mã lên bắt mày. Lên bắt để chạy con mã đi nhưng không thành. Không nhìn là họ nhức cứ ném xíu phát đây hết. Mình cũng nghĩ hết rồi, họ ăn vào đây thôi, nghĩ họ ăn vào đây cho ăn. Con tốt đấy. Mày lại bắt đầu. Chà bắt nào thì ném một cái là toàn hai ván, toàn ăn mày hết ván hết cờ, toàn có ba ván. Đánh cờ. Kẹo có đi dẹo vào là như mà ngủ. Không sao, chúng ta lại tập để có những người trình độ. Đi phong trần. Ôi giời ơi, có đỏ đã sao xong rồi. Con bắt luôn. Có thầy áo được vừa nhận tao đi công viện với bọn mình đâu giờ nó sớm rồi nó có 6 giờ. Đâu chứ cả tội gì cũng đâu không? Đang mạnh cây ăn cái kia được. Đầy nước ăn nhưng không ăn. Ăn thì ăn thằng này, còn đậu bất là phải đấu. Đích nhờ.
cờ tàn. Đang ôn luyện thế cờ tàn. Đánh cờ tàn là khó đánh phết ông lửa. Khó. Lúc mất cây tốt là khó đánh. Mình sợ nó ngủ thôi. Mình ngủ thôi. Đừng có ngủ. Mình ngủ là chết. Chết chứ mà sao? Cờ này thì chết thì sao? Cho bà trắng nữa. Bà trắng như mai thôi. Để cho nó đánh kèo mà nó bà. Cờ này chết thì sao? Chết là lạ. Cái này thì chết thì sao? Giờ vợ chế thôi, đi vậy em lo lắm. Cái này thì chết thì sao? Chế nằm đi nằm. Đấy à? Đấy, chế nằm đi nằm, lo bố mẹ. Đi đâu cứ chê. Nhưng mà vẫn chấm chế thôi là đi, đi đằng gọi là đi lo, như đồ mà. Xong nó chú đây bó mình về bó đây cái là mình chú đây cái vào đây cái là mình chú bị chết à chết cái cờ đấy các bạn không và những khối thứ một nhất lựa nhọn thì nọ gì kia đúng là thượng ra đây bây giờ chiếu nhiều pháp. Buộc nó đi rồi. Đến giờ thì chắc là không có bắt tiền mà lại cao nhỉ. Quá cao cờ. Quá ở cái đây rồi. Kiểu này là ấy mà cuối này phải thạch đấu Nguyễn Anh Mẫn là nã. Mày bất vốn sao đáng mạnh cờ. Ừ. Ừ. Chỗ bạc. Trời.
ơi, đúng là nói chuyện, đúng là cái đài này mất thành tướng ấy, cái đài Liên Xô cái đài ván trước thì ván trước cũng đéo, hai ván thì đéo, đây thì ván đéo này cái đếm ván này thì không có câu hỏi tốt, ba tốt, từ ba tốt, ba gì ba sẽ tốt rồi. Toàn những nước cục mưa vá vẫn gần chết nhẹ. Nước tự đi về đóng cửa đốt nhà. Ý vậy thôi, còn ra thì cả đóng cửa, đi em đánh hòa thì đơn giản. Mỗi thắng qua, tại chùa bắt đầu viên. Cô mới đánh hòa cũng đơn giản. Ván này đánh hòa là đánh hòa rồi. Đánh mấy thắng hòa thì đơn quá đơn giản. Nói thì bác đánh hòa là bác ngon rồi đấy, cả bác cái thủ hòa rồi. Cần gì mấy cái chục bạc đánh để cho mình mới hay. Dạ, bác thế là được. Mấy cái đồng bạc, cái đồng là quan trọng. Tôi nói ra là tôi không có đâu, nhưng mà chục ai chục, mẹ có chẳng đéo. Thế thì anh đi, anh đi. Anh cứ không để mẹ, thế mình nghiên cứu nước đánh. Rồi, thì em bảo sao rồi. Đánh đi hoa. Đánh ngọ ông Hùng thắng tôi còn dám tiền lại. Tôi nói thật, tiền quan trọng. Đánh vui là chính. Một. Hai. Ba. Con này đi không? Đâu à? Họ sẽ đấy, họ đâu sẽ rồi. Đấu. Mạnh lắm đúng không? Cả quá mạnh. Hai. Mà cứ vài cờ tàn này bắt đầu đếm nước không có được. Bốn. Thế là cứ vài cờ tàn bắt đầu mình đếm nước à? Không, bốn đếm rồi đấy. Đâu mà tàn. Năm. Thích đếm rồi. Thôi được rồi, tàn này. Nhanh. Quá.